Ok, chúng anh em quay trở lại với NTS Vlog. Ok. Cái gì, quà gì nhỉ? Mình đang ở trong game Free Fire anh em ạ. Chả biết nó tặng cho cái quà quỷ gió gì đây, nhưng mà giờ mình vào mình mới nhận đây. Mấy hôm nay thì mình không vào trong Free Fire anh em nhé. Bây giờ vào nhận này. Cái gì đây? Nhận cái gì đây? Cái này làm gì vậy? Đã nhận ngoài quà hôm nay, dương này chứa một dương tiền thưởng có thể nhận được vào ngày mai. Nhớ đăng nhập. Cái gì đấy nhỉ? Quà đăng nhập từ 20 tháng 11. Đăng nhập từ ngày 4 giờ ngày 20 tháng 11. Làm béo chỉ có tháng 20. Chỉ có 20 tháng 11 đến 21 tháng 11 thôi. Hôm nay mới là ngày 13 tháng 11. Quét sự kiện này xem nó có cái gì nào. Free nhân vật diện, chọn phe Boya. Đã chọn. Đấu trường Boya, sự kiện chưa bắt đầu, vui lòng chờ tới ngày 14 tháng 11. Vậy là ngày mai là bắt đầu sự kiện này. 12 tháng 11 chọn phe, 13, ngày 13 là Boya, ngày 14 là cái đéo gì đấy, chả hiểu nó luôn. Ngày 14 này chẳng biết nữa. Boya bùng cháy, sự kiện chưa bắt đầu, bắt đầu từ 12 tháng 11 là từ hôm nay rồi. Từ hôm nay rồi, vừa nãy mình nhận cái gì rồi không biết. Đây, cái này làm gì? Xuất sắc Boya, trong thời gian diễn ra ngày Boya bạn có thể nhận được xuất sắc thông qua đăng nhập hàng ngày bằng cách tham gia vào các hoạt động xuất sắc liên quan, có thể được sử dụng để đi trong Boya Go cách trận trong trận. Đăng nhập hàng ngày đây, ngày mai mới được lại được tiếp tục này. À đây, trời ơi, giới hạn này. Đây các bạn phải đặt được 20 cái này thì các bạn mới có thể mua được thì phải. Pin phong cách này, cửa hàng cổ điển. Đây là cửa hàng cổ điển, cửa hàng cao cấp này. À đây, bộ này mình có rồi, nữ hoàng Boya, bộ này mình có rồi anh em ạ. Hình như là thiếu mỗi cái mũ ấy. Đây, còn cái bộ này thì mình check ở trong ấy của mình có rồi nhá. Bộ này mình có rồi. Xe này, cái này là hòm xác phong, hòm xác phong cách. Cái gì nữa? Bộ này thì mình có rồi. Ừ, như mình chưa có quần thì sao anh em ạ? Mình có một cái áo, chưa có quần, chưa có mũ, chưa có tóc luôn ạ. Đây, nhận được một cái này, cửa hàng Boya gì đừng biết. Với kế hoạch cướp trang phục của Leon, quái vật Boya và nữ quái sương mù đã tấn công lễ kỷ niệm ngày Boya. Anh ấy đã sẵn sàng chiến đấu chống lại cái app chưa? Cái này chơi như nào ấy? Nhấn để tung xúc sắc. Cái gì đấy? Cái này chơi trách nào? Một. Tiếp tục chơi như nào nữa? Hết rồi mà. Thể lại Boya, quái vật Boya ở đây để phá hoại ngày Boya. Hắn đã lên kế hoạch này từ lâu và không dễ dàng đầu hàng. Bạn sẽ chạm trán hắn trong 10 vòng đầu tiên và có được đặc biệt nhận quà bí ẩn. Nhận đôi gấp đôi quà trong 3 lượt tung xúc sắc. Tiếp theo, nếu bạn đến các ô quà nhận xu bơi da. Cái gì, cái này chơi thế đéo là nhỉ? Mình á. Thế đéo là tung toàn được một thế này. Được cái gì đây? Tổ xúc xắc này, cái này chỉ còn một lần thôi. Cái này nhảy vào ô này là không được hay sao á? Nó hiểu kiểu gì? Các bạn phải đi đến cái chỗ phòng quà nó trước à? Không đủ xúc xắc, chơi một trận để kiếm thêm lượt phần thưởng cho mỗi vòng. Quà vòng 10 là được ba lô thợ săn. Được đấy nhỉ? Mẹ, cái này lắm trò lắm chòe thế. Đây, cửa hàng Boya đây. Kiếm cái này như nào thì mình biết. Boya Battery Style, sự kiện này chưa bắt đầu. Nắm dự nguyện quá không ạ? Kiếm thế đích nào nhỉ? Kiếm ở đâu? Cái này cái kiếm ở đâu ấy nhỉ? Đăng nhập hàng ngày thì không nói rồi, cái này mai đăng nhập thì sẽ có.
Trong trận gì? Chơi ở đâu vậy? Vãi nổi lại bắt chơi trận nha mấy bố. Mệt lắm mấy ông ạ. Đừng bắt chơi nữa đi. Đây cái bộ ngày bao da mình cho các bạn xem này, mình có bộ ngày bao da này. Đây, đúng chưa? Đúng bộ này chưa? Nhưng mà khác cái là mình chưa có cái quần. Mình không có cái quần. Thế mà lại có mỗi cái áo thôi. Đây, có mỗi cái quần này. À, có mỗi cái áo, còn quần thì không có. Quần không hề có luôn. Nói chung là có mỗi cái áo, không có full set. Quần không có nhá, mũ không có. Mũ không có, đầu không có luôn. Thiếu khá là nhiều. Để này này vào xem có cái gì không. Mấy cái này thì đọc hết rồi. Hôm nay tạm thời như thế. Nó bắt làm nhiệm vụ nhận nhiếc mệt lắm. Mở này. Được cái hộp kinh tế đấy chị. Để mình đổi nhân vật cái các bạn này. Chơi con kia hoài chán lắm. Đeo cái này nhìn ngáo vãi nồi ra. Thề. Thôi. Vào bắn trận thì cho nó thay đổi không khí nhanh em nha. À, ô đã có lỗi xảy ra khi tìm trận đùa nhau. Đéo đấy. Lát hay sao anh em ạ? Này là bị lát rồi, nhưng mình có phải thấy đâu đấy, bây giờ tìm thì lại có trận anh em này. Thay đổi cái avatar cái nhỉ. Đâu rồi? Xem cái avatar xem nào. Cái avatar như nào nhỉ? Như ở trong sưu tập này. Ba lô hàng rác này, dù nền này, ảnh này. Đấy, trang bị. Đấy, được chưa? Trang bị rồi đấy. Ảnh nền này, đấy, các bạn có thể thay đổi qua ảnh nền ở đây. Mình thấy có cái này là đẹp nhất rồi, thấy cái này cũng đẹp. Sẵn không đổi được cái này nhỉ? À, không đổi được cái W kia. Ô, mày hôm nay không có trận hả? Đéo gì các bạn ơi, hôm nay mình tìm mẹ không có trận này. Quá cả nồi hả game, mẹ mày hài hước thật đấy. Mà nó cũng đéo cập nhật cái ID. Đấy, UMB phong cách này các bạn này. Quay hai lượt này, vòng quay thuận chiến này, bộ này chất thật. Công nhận với anh em luôn. Đổi bộ khác đi mày. Được, khác thì mình quay luôn như nào. Lấy cái mà mặc 21 câu với cái này rồi, giải mã vũ khí. Hai cái này không nói gì, xem Baya Cup shop Free Fire chính thức. Free nhân vật Leon mới vĩnh viễn. Khi tham gia chọn phe nhân vật mới đây anh em. Trời ơi, hôm nay làm sao thế nhở? Má là tôi tìm trận mẹ không có.